là tim đập nhanh em do nguyên nhân gì rồi em ơi? Bây giờ cái nhân giám á thì so với nhiều năm trước em khám với chị là năm ngoái đúng không? Em nói chị năm ngoái. Năm kia. Là ngưng thuốc à. Năm đó là cái nhân giám hôm nay chị đó cái thuốc nó có hơi tăng hơn một chút so với lần trước, nó là 18 thì hơn một năm sau nó là 20, thì cũng có thể là do là chị đo nó hơi rộng tay một chút thôi chứ cũng không phải là cái búa nó lớn. Còn ngoài ra không có gì thay đổi. Chị cẩn thận, chị sợ em có bị cái bệnh cường giáp nó kết hợp, cho nên nó là chị cho em làm cái xét nghiệm ba chức năng tuyến giáp thì nó hoàn toàn bình thường. Vậy thì cái vấn đề của em nó không phải tuyến giáp của em, cái vấn đề của em nó ở tim mạch rồi. Giờ chị hỏi nha, chị hỏi để chị loại trừ vấn đề tim của em á. Gia đình có ai bị bệnh tim không? Ừ, trước giờ em có vấn đề về tim không, hay bị tim đập nhanh như vậy không? Chị từ lúc mà bị giáp này là mới bị mấy ngày thôi chứ không mới bị mấy ngày này bình thường. Ừ. Tim đập nhanh mới mấy ngày hôm nay, đo 2 lần rồi, cho bệnh nhân đo 2 lần đang sốt rồi. Vậy là cái tim đập nhanh của em là do sốt rồi. Em đang có vấn đề nhiễm trùng. Nhiễm trùng gì nhà chị mới khám nè, thì chị muốn kiểm tra lại cái tuyến giáp của em coi phải tim đập nhanh do tuyến giáp hay không đó. Thì nhìn nó không phải, và em còn nói em sốt nữa. Đúng rồi, đang sốt, tim đập nhanh. Nóng lạnh bây giờ. Tại vì lúc mà em chưa đi khám ở đây á, là mấy 2 năm trước á, là tự nhiên nó cũng bị vậy nè, sốt nóng lạnh. Rồi đi cầu sao em? Tức là cái kinh nguyệt nó không đều. Kinh nguyệt không đều. 2-3 tháng mới có. Em đặt vòng luôn á. Em đang đặt vòng hả? Rồi mấy bữa nay có bị trễ kinh không? Đợt trước là em uống thuốc xong em ngưng mấy tháng, cái em lên đặt vòng. Uống thuốc thì nó đều mà nó nóng. Với lại uống thêm thuốc này nữa, cái lúc này em cũng thấy nó ổn tay. Cái em ngưng em đi đặt vòng thì giống như bị mất kinh đó. Em đi khám thì bác sĩ kêu là đang thay đổi vòng kinh. Mới hình như mới đặt vòng được 6 tháng. Mà vòng kinh chắc phải là 45 ngày chứ không phải 1 tháng. Em có con rồi đúng không? Vậy thì cái vấn đề đó nó do nội tiết thôi, cũng không có gì là nghiêm trọng đâu. Giờ là em có bị viêm họng không? Lúc đau không? Lúc có sổ mũi không? Nhưng mà nó hơi khô thôi. Bây giờ em ở nhà em cũng có mặt thôi. Không hơi khô, nó nuốt có bị đau không? Không, nuốt không đau nhưng mà nó khô. Đi cầu hoàn toàn bình thường. Có vùng nào của em bị đau, ví dụ em bị viêm da ở chỗ nào không? Thì bây giờ hướng ấy hồi tối mấy con gì cắn mà chắc em nghĩ bình thường, tại mấy con nó cắn sừng cục. Mới tối hôm qua mà em đã bị sốt mấy ngày trước rồi. Thì bây giờ có hai khả em năng. Em nghĩ là em uống thuốc nam. Tại trước đó là tim em còn bình thường, đi khám lên nó thì nhịp tim còn 90. Thì về nó thuốc uống xong tự nhiên nó bị sốt nóng lạnh luôn. Lại em ngưng uống được 2 ngày là ngưng. Không, em có sốt nhiễm trùng nữa, cái sốt này em có bị nhiễm trùng thì nhiễm trùng của em chắc là em sắp bị viêm họng nữa. Chị nghĩ là như vậy, đó là cái dấu hiệu đầu tiên của vấn đề nhiễm trùng. Có thể là em chuẩn bị viêm họng hay viêm xoang. Thì bây giờ tình huống của mình theo dõi tiếp. Chị sẽ cho em thuốc hạ sốt. Với lại nữa là thuốc nam em uống chừng nào mới xong? Không, em ngưng luôn. Em ngưng luôn rồi, ngưng đi. Tại vì mình cũng không biết làm sao. Tại vì em thấy uống cái đó cho nó mệt. Mẹ em kêu là chắc bây giờ chị chỉ cho em thuốc hạ sốt với giảm mệt mỏi thôi, cảm lạnh như vậy muốn thêm vitamin C, hoặc là em đang nhiễm siêu vi, hoặc là em đang chuẩn bị viêm họng nhiễm trùng. Rồi khi nào em có những triệu chứng sau đây là em bị nuốt đau hoặc là hạch nó sưng lên, hoặc là nhức đầu do viêm xoang, hoặc là sổ mũi, hoặc là tiêu chảy, thì em trở lại đây để lấy thuốc kháng sinh uống nha. Vậy là giờ em không có thuốc bú. Không uống thuốc bú nữa em, không phải do bú. To một tí thôi, nhưng nó xét nghiệm bình thường thì nó cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hoạt của mình. Tại mình uống cái thuốc này là mình đi khám tại sao? Nếu mà em thấy nó lướt qua rồi thì là do em bị nhiễm siêu vi thôi, tự cơ thể mình nó tự điều chỉnh là nó sẽ hết bệnh luôn. Còn nếu em có những triệu chứng của nhiễm trùng khác, viêm họng như chị nói đó, đau họng, sổ mũi, rồi hoặc là tiêu chảy, là viêm đường tiêu hóa đó. Bất cứ cái gì nó nặng thêm thì tới đây lúc đó chị mới cho kháng sinh cho em. Bữa nay chưa có cho kháng sinh. Còn nếu mà không bị gì thì cứ 6 tháng đi khám lần. Đúng rồi. Về mà em uống nước cam nước chanh thì em uống, em đừng uống chung với nước nha. Tức là thuốc á, uống xong rồi
2 tiếng sau mới bắt đầu uống những thuốc chua. Tại vì chị sợ là uống cái chất chua nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc. Tên Bích Trâm. Trong cái hội chứng sốt nó có tim đập nhanh, có luôn, cho nên hiện giờ chị thấy cái tim đập nhanh của em nó liên quan tới hội chứng sốt. Sốt thì có hai loại, sốt do nhiễm siêu vi là tự mình sẽ lướt qua, mình sẽ tự mình vượt qua được, phải không? Còn sốt mà do nhiễm trùng á thì lúc đó mình mới cần kháng sinh. Hôm nay là ngày 2. Rồi em đem ra ngoài cho con bé ngoài. À, chị vô trong này đi chị, cởi áo hết đi. Đưa em phía hội xong. Bao lâu chị chưa kiểm tra tiếng vú chị? Dạ, cũng lâu rồi.